Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thưởng thức. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng. Tôi là Brian Mendoza và tôi ở đây cùng với thầy Gaze Michael Roth và Anna Eli. Và hôm nay là thứ Tư ngày 20 tháng 5. Và chúng tôi hy vọng bạn thưởng thức bữa ăn sáng cùng với chúng tôi và chúc các bạn có một thời gian vui vẻ và một tuần vui vẻ nhé. Vậy, trước hết chúng ta hãy xem câu hỏi. Câu hỏi cho ngày hôm nay, Anna xin chia sẻ. Chờ một lát nhé. Xin chào thầy Gaze Michael, tôi là Kalin đến từ Malaysia. Tôi có một câu hỏi. Bố tôi đang bị bệnh tiểu đường, căn bệnh mà dẫn đến bệnh suy thận. Vì vậy, ông ấy đang phải uống thuốc, nhưng ông ấy từ chối kiểm soát bệnh tiểu đường hoặc thậm chí còn làm những việc có hại đến bệnh tiểu đường. Vì vậy, chúng tôi đã khuyên ông ấy nhiều lần. Vậy gia đình tôi có thể làm gì để bố tôi có thể biết cách tự chăm sóc sức khỏe của mình một cách ý thức mà không cần ép buộc? Cảm ơn. Wow, tuyệt vời. Câu hỏi gì mà... À, thật ngạc nhiên với câu hỏi của bạn. Vậy bạn nghĩ gì, Anna? Bạn gợi ý gì chứ? Trước hết, tôi muốn nói rằng tôi có một tình huống tương tự ở nhà. Về cơ bản, anh trai tôi bị suy thận trong một thời gian rất dài. Và bố tôi cũng là một người rất già và rất bướng bỉnh. Is very old and stubborn. Ông ấy sống theo cách cũ của mình. Bạn biết nó như thế nào đấy? Bởi vì chúng ta có những thói quen mà chúng ta tạo ra trong suốt cuộc đời và chúng trở nên rất mạnh mẽ khi chúng ta ngày càng trở nên già đi. Vâng. Vì vậy, điều tôi có thể nói là thực tế thì một trong những thành công nhỏ của tôi khi áp dụng hệ thống gieo hạt là để nhìn thấy cha tôi thay đổi mà không cần tôi thực sự làm bất cứ điều gì một cách trực tiếp. Ngay bây giờ, ông ấy đúng 74 tuổi. Ông ấy đã ăn thịt trong suốt cả cuộc đời của mình. Ông ấy là một người Romania bình thường, người ăn thịt vào buổi sáng, trưa và tối. Đây là văn hóa, đây là gia đình nơi tôi lớn lên. Và tôi đã bắt đầu ăn ít thịt hơn trong 7 năm qua, hoặc đại loại như thế. Và tôi nghĩ rằng ông ấy đã thấy điển hình của tôi. Ông ấy thấy rằng tôi cảm thấy tốt hơn, tôi không còn bị bắt lạnh nữa, tôi thực sự thích điều này. Có lẽ tôi có một số năng lượng tốt hơn, và có lần, cách đây 2 năm, ông ấy gọi tôi và nói, cha không muốn ăn thịt nữa, chỉ cho cha một vài công thức nấu ăn đi nào. Tuyệt vời. Và điều đó thật là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, vì tôi hiểu rằng thái độ và hành vi của cha tôi cũng đến từ tôi. Vì vậy, tôi bảo vệ cuộc sống trong một thời gian rất dài, trong 7 năm, và tôi bắt đầu thấy môi trường quanh tôi, gia đình tôi cũng bắt đầu bảo vệ cuộc sống như thế nào. Ông ấy không biết gì về cây bút, ông ấy không biết gì về 4 bước gieo hạt, ông ấy chỉ sao chép ví dụ của tôi. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng điều đầu tiên mà chúng ta nên làm, chúng ta nên cố gắng đưa ra một ví dụ cho gia đình chúng ta, một hình mẫu để nói theo. Tuyệt vời. Thầy nghĩ gì, thầy Jess Michael? Kalin, một câu hỏi rất hay, bạn biết đấy. Thực sự câu hỏi rất hay, thành thật mà nói, bạn biết đấy, tôi cũng ăn không ngon lắm, bạn biết đấy, tôi có cùng vấn đề mà cha bạn gặp phải, có lẽ là vì những gì Anna nói, chúng tôi lớn tuổi, thật sự khó cho chúng tôi có thể thay đổi thói quen, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những thói quen xấu trong cuộc sống, và bạn biết đấy, vấn đề là những thói quen xấu, nếu chúng cứ tiếp tục hết năm này qua năm khác, và đột nhiên, 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, bạn vẫn còn thói quen xấu. Vì vậy, những gì tôi học được từ hệ thống gieo hạt, tất nhiên DCI đã nói rất nhiều, và tôi nghĩ Anna đã rất thành công khi kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống của bạn bằng cách giúp người khác kiếm được nhiều tiền hơn.
Và sau đó bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều hiểu về cây bút. Cây bút đến từ hạt giống trong tâm trí tôi. Và tiền mà tôi có trong tay cũng đến từ hạt giống trong tâm trí tôi. Và chúng ta có thể hiểu rằng sau khi chúng ta nghiên cứu hệ thống hạt giống trong vài tuần, chúng ta có thể hiểu điều đó. Nhưng không chỉ những thứ bạn cầm trên tay đến từ bạn, mà những người bạn nhìn thấy xung quanh bạn, họ cũng đến từ bạn, và những thói quen họ có cũng đến từ bạn. Vì vậy, nếu bạn có một người trong cuộc đời của bạn có thói quen xấu, điều mà thực sự có thể giết chết họ, bạn biết điều mà có thể làm tổn hại sức khỏe của họ rất nhiều, và bạn yêu quý họ, tất nhiên. Bạn muốn thay đổi đó, thế rồi, phương pháp tuyệt vời là thay đổi một thói quen nhỏ mà bạn có, được chứ? Vì vậy, bạn biết đấy, bởi vì một số hạt giống nhỏ tạo thành một cây to, và một cây to đến từ một hạt giống nhỏ. Sức khỏe của cha bạn nó giống như một cây to và hạt giống. Hạt giống nhỏ là thứ gì đó bạn đang làm, được chứ? Vì vậy, bạn có một số chứng nghiện. Bạn có một số ít, vì vậy nó không giống như bạn nghiện rượu hay cờ bạc hoặc như thế. Nhưng có thể tôi không biết nữa. Bạn có một số chứng nghiện nhỏ, lòng tự trọng quá thấp mà bạn nói. Hoặc truyền hình, Netflix, hoặc hãy tìm kiếm một số chứng nghiện nhỏ đang bao phủ trong cuộc sống của riêng bạn, không? Điện thoại của bạn. Và xem liệu bạn có thể dừng nó vì cha bạn được không? Không phải cho bạn được chứ. Và sau đó hồi hướng nó cho cha của bạn. Vâng, tôi sẽ dừng lại. Tôi không biết nữa, việc ôm cái điện thoại của tôi cả ngày, bạn biết đấy, nhìn vào những điều ngu ngốc, tôi sẽ dừng nó lại và tôi sẽ hồi hướng điều đó cho cha tôi. Và rồi, đó là một cách rất mạnh mẽ và hạnh phúc để thấy ông ấy ngừng nghiện. Các bạn có gì khác không? Vâng, tôi sẽ nói rằng tôi có. Tôi không phải, như tôi đã đề cập, tôi không nghĩ rằng tôi đã già, nhưng tôi có cùng một vấn đề. Trên thực tế, tôi có cùng một vấn đề ngay bây giờ trong quá trình cách ly. Tôi không hề tập thể dục chút nào. Tôi không ăn như tôi nên ăn, và đối với tôi, điều đó thực sự quan trọng để giữ sức khỏe, để làm công việc của tôi và giúp đỡ người khác. Vì vậy, điều mà tôi sẽ đề nghị với bạn một cách tử tế là, như Jesse Michael đã đề cập, hãy nhìn vào những thói quen nhỏ mà bạn có trong cuộc sống mà bạn không dám nghĩ rằng chúng cũng như chứng nghiện. Jesse Michael đã đề cập đến lòng tự trọng thấp, đó là tôi có thể nói với bạn rằng tôi có chứng nghiện này trước đây, và hãy nhớ rằng nghiện không phải là, như Jesse Michael đã đề cập đến, ma túy, rượu, đó chỉ là hành vi mà bạn không thể kiểm soát và bạn tiếp tục làm cho dù bạn biết điều đó làm tổn thương bạn hoặc làm tổn thương người khác. Vì vậy, hãy nhìn vào nó, liên tục ôm cái điện thoại cả ngày. Và rồi, tôi sẽ nói với bạn, tôi kinh doanh, nhà tư vấn kinh doanh trực tuyến. Tôi biết những gì sẽ xảy ra với việc ở cùng với cái này cả ngày. Ở trên máy tính của bạn, tìm lý do để dùng điện thoại. Phần nào đó, nó là một loại nghiện. Thậm chí, đó là việc mong đợi mọi người chú ý đến bạn. Điều đó cũng là một loại, bởi vì đó là một hành vi gây nghiện, bởi vì cho đến cuối cùng, bạn sẽ làm điều gì đó, sẽ làm tổn thương bạn hoặc người khác để được sự chú ý, chứng nghiện. Vì vậy, bạn hãy xem những chi tiết nhỏ này trong cuộc sống của bạn đang làm tổn thương chính bạn, làm tổn thương người khác. Và tôi không nhớ là Anna hay Jessica, họ đã đề cập đến việc hồi hướng những hạt giống đó để thấy cha bạn tự chăm sóc bản thân mình hay không. À, bạn nghĩ gì sao Anna? Bạn có muốn thêm gì khác không? Vâng. Vì vậy, liên quan đến những gì bạn nói bây giờ về những điều nhỏ nhặt mà bạn có thể làm và hồi hướng chúng cho người cần chúng. Đây là một trong những điều mà tôi đã làm cho anh trai tôi. Anh ấy đang trong điều trị thẩm phân máu trong nhiều năm. Anh ấy đã bị suy thận trong nhiều năm. Và đó là câu chuyện về cuộc đời anh ấy. Và những gì tôi đang làm, đó là những điều rất nhỏ. Khi tôi băng qua đường, tôi luôn băng qua đường khi đèn xanh. Ở nền giáo dục của tôi, ở quê nhà Romania,
Bạn băng qua đường bất cứ khi nào bạn muốn. Không có vấn đề gì nếu đèn đỏ, nếu có ô tô. Bạn sẽ làm những gì bạn muốn được chứ. Và vì tôi học hệ thống hạt giống, tôi hiểu rằng bạn không bảo vệ cuộc sống khi bạn băng ra đường, và bạn không chắc chắn rằng không có ô tô hay nó an toàn hay không, vân vân. Vì vậy những gì tôi đang làm, một việc rất nhỏ, tôi đã tạo ra một thói quen tinh thần khi tôi băng qua đường, khi đèn xanh. Tôi nói trong tâm trí tôi rằng tôi làm điều này cho anh tôi để thấy anh ấy khỏe mạnh. Điều nhỏ bé, rất nhỏ, được chứ? Đây là một điều, và một điều khác mà tôi muốn đề cập. Điều tôi thực sự yêu thích ở hệ thống DCI là những gì Brian nói hôm thứ hai, rằng nó rất logic. Và để sử dụng logic này, tôi cũng rất tập trung vào những gì người trước mặt tôi nói. Bởi vì khi chúng ta sử dụng từ ngữ đặc biệt, chúng ta thực sự đang thể hiện những hạt giống mà chúng ta đang trải qua. Và Kelly nói rằng cha cô ấy từ chối kiểm soát chế độ ăn kiêng của ông ấy. Và cô ấy cũng muốn thấy ông ấy tự chăm sóc mình. Vì vậy, dựa trên những gì đã được đề cập đến trước đó, tôi có thể nói là liệu bạn có thể kiểm tra bạn đang từ chối điều gì dù rất nhỏ từ những người khác không? Điều rất nhỏ mà bạn đang từ chối, đó có thể là một ly nước hoặc một miếng sô-cô-la, hoặc một lời mời đi cà phê. Vâng. Điều rất nhỏ, bởi vì sự từ chối lớn mà chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta đến từ sự từ chối nhỏ mà chúng ta dành cho những người khác trong cuộc sống của chúng ta. Và vâng, đó là những ý tưởng tôi có mà liên quan đến từ chối. Vâng, đó là nghiện, nhưng cũng là có từ chối nữa. Tôi sẽ kiểm tra nó về khía cạnh của sự từ chối. Tuyệt vời. Vâng, tốt thôi. Tôi không biết là thầy có muốn thêm ý nào khác vào không, thầy Gesimichael? À, tôi chỉ đang nghĩ tới một điều ngắn thôi. Và đó là một... bạn biết đó, tôi tin chắc rằng thịt động vật mà Anna đề cập tới, thịt động vật rất có hại cho cơ thể của chúng ta. Và dĩ nhiên, nó cũng có hại cho sự sống khác nữa. Vài tuần trước, tôi và đối tác của tôi, Veronica, xin chào Veronica, chú chó yêu quý của chúng tôi đã qua đời. Chúng tôi có một chú chó trong nhiều năm, và chú chó này như người con trai của chúng tôi, bạn biết đấy. Chúng tôi yêu nó rất nhiều, rất rất nhiều. Và cuối cùng, chú chó bị mù, rồi trở nên già đi. Và cuối cùng, chú chó qua đời. Và bạn biết đó, chúng tôi yêu động vật rất nhiều. Và rồi bạn biết đó, khi bạn ăn thịt, thật sự là bạn đang giết các loài động vật đẹp đẽ ở đâu đó. Chúng cũng đang sống, chúng cũng yêu cuộc sống của chúng. Chúng như chú chó nhỏ của tôi mà mới qua đời vậy đó. Và tôi đã yêu nó rất nhiều, vì vậy tôi nghĩ thậm chí nếu bạn không thể dừng ăn thịt được thì ít nhất là một tuần, và bạn hỏi bố của bạn. Tôi biết rằng ở Mỹ cách đây nhiều năm rồi có một tập quán là vào thứ sáu mọi người sẽ không ăn thịt đỏ, cho nên tôi nghĩ đó là thứ tuyệt vời nhất bạn có thể làm. Vì vậy Kaylin, cho dù bạn ăn thịt hay người khác trong gia đình của bạn, hãy cứ động viên họ. Cách tốt nhất để khuyến khích họ là nấu cho họ một vài món gì đó thật ngon vào mà không có thịt trong đó. Vâng, đó là ý kiến của tôi. Các em thì sao? Còn gì khác nữa không? Có bất kỳ điều gì để tóm lại? Tốt thôi, tôi sẽ nói. À, để tóm lại, hãy xem lại thói quen mà bạn có trong cuộc sống của bạn. Và sau đó, à, tất nhiên, bạn có thể kiểm tra những điều mà bạn có thể làm để cải thiện tình huống này trong cuộc đời bạn, Kali. Nhưng đồng thời, tôi sẽ nói, hãy nhìn vào việc mà bạn đã làm vào ngày hôm nay và hồi hướng chúng, bởi vì tôi khá chắc chắn rằng ngày hôm nay nếu bạn biết về hệ thống DCI, bạn cũng đã thật sự làm nhiều điều để bảo vệ sự sống và loại bỏ thói quen xấu trong cuộc đời của bạn. Vì vậy, hãy xem lại những điều đó và thay đổi cách tư duy khi bạn đang làm chúng và chỉ hồi hướng chúng để nhìn thấy cha của bạn quan tâm đến bản thân và cải thiện sức khỏe của ông ấy.
Tốt, tuyệt vời. Còn gì nữa để tóm lại không, Anna? Vâng, tôi muốn nói thêm vào một điều rất thực tiễn và dễ dàng để làm cho sức khỏe. Vì vậy, ví dụ như thường thường, người ta không ăn thịt vào buổi sáng một cách thông thường. Vì vậy, khi chúng ta ăn thức ăn mà không có thịt trong suốt điểm tâm sáng khi chúng ta xem chương trình Big Tree Morning Show, tôi nghĩ rằng nó rất tốt. Cơ hội để thiền cà phê cho sức khỏe. Vâng. Vì thế, điều này rất dễ dàng và bởi vì chúng ta đang không ăn, nó tốt cho sức khỏe, nó là thức ăn tốt cho sức khỏe. Và chương trình buổi sáng này có thể như là một lời nhắc nhở và sau đó, để tạo ra thói quen, tôi cần thiền cà phê về việc chúc mừng sự thật rằng bạn đang ăn táo hoặc bạn đang ăn bánh mì xính châu hoặc đó là bất kỳ thứ gì đi nữa. Tuyệt vời. Đó là điều tôi muốn nói, thực tế. Thầy Gesumako muốn thêm điều gì không? Không, tôi nghĩ các em đã làm tốt. Tôi chỉ muốn nói rằng đó là hân hạnh của tôi khi có các em trong chương trình. Các em rất thông minh, các em có những ý tưởng tuyệt vời. Tôi thực sự cảm kích các em đã tham dự chương trình này. Các em có cái gì cho ngày mai, cho Rao và Ella? Vâng, thầy có một câu hỏi rất hay, hoặc là thầy muốn... Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi chúng ta có, được rồi, hãy nói chúng, có vài thông báo trước, được rồi, vì vậy chúng ta có, một lời nhắc nhở cho các bạn là hãy gửi câu hỏi đến sweetquestionavong@diamondcutterinterview.com, nhớ tối đa video 30 giây tự quay theo kiểu selfie định dạng dọc cho câu hỏi của bạn khi bạn đặt câu hỏi tuyệt vời của bạn. Cảm ơn bạn đã gửi chúng, và chúng tôi cũng có một thông báo khác, đó là... Đó là thật sự chúng tôi rất thích nghe các danh sách nhạc Spotify của các bạn. Nó sẽ tuyệt nếu nó có thời lượng khoảng 1 giờ đồng hồ và chúng tôi sẽ nhận chúng ở Music Mix Avon diamondcutterinterview.com. Và chúng ta sẽ sử dụng vào cuối tuần khi chúng ta không có chương trình Big Tree Morning Show để xem vào buổi sáng. Có thể chúng ta sẽ tập yoga trên nền nhạc của người thắng giải mà chúng ta sẽ công bố trong 2 ngày nữa, vào thứ 6. Do vậy, hãy gửi cho chúng tôi danh sách nhạc của các bạn trên Spotify nhé. Và bây giờ... Và một lần nữa, tôi muốn mời các bạn đến với các lớp học Mixnus. Mixnus là tên nhóm biên dịch viên của chúng tôi. Chúng tôi đang dịch các sách cổ và hiện tại mọi thứ đang diễn ra. Có các lớp học đặc biệt kéo dài trong 2 tuần, có 65 lớp về các sách cổ xưa. Hãy thử tham gia, thử kiểm chứng xem, sẽ rất tuyệt. Bạn sẽ có được những ý tưởng tuyệt vời cho cuộc sống của mình. Do vậy, hãy email đến địa chỉ mixnusclass@gmail.com. Vâng, cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy cùng xem câu hỏi cho ngày mai nhé. Thầy nghĩ sao? Thầy Gesumako. Vâng. Chúng ta hãy xem nào. Em sẵn sàng rồi chứ, Anna? Chúng ta có câu hỏi từ Carmen đến từ Vương quốc Anh đang sống tại Myanmar. Xin chào nhóm Kim Cương. Tôi là Carmen đến từ Vương quốc Anh và đang làm việc tại Myanmar. Câu hỏi của tôi hôm nay là tôi sở hữu một công ty và công ty liên tục phải hạ giá để có thể lôi kéo khách hàng. Và điều này làm ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm gì về điều này? Và câu hỏi thứ hai là, với rất nhiều sự không chắc chắn, đặc biệt là với virus corona ảnh hưởng đến mọi người, tôi cần gieo hạt giống gì để nhìn thấy kinh doanh của tôi sống sót sau thời gian đóng cửa? Xin cảm ơn rất nhiều. Đó là một câu hỏi tuyệt, đó là một câu hỏi quan trọng nhất ở thời điểm này. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình của chúng tôi. Cảm ơn thầy Gesumako. Cảm ơn Anna. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.